Cái này là làm cái gì đấy chị ơi? À chị à? Xin chào chị. Bao nhiêu tiền đấy? Alo cổ thanh. À nhân là alo à? Cổ thanh. Ấy nín. Nín cổ thanh. Nín cổ. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một cái ngày chợ phiên cuối năm các bạn nhé. Chúng tôi ra đây bán hàng, trông hàng hộ bà. Tôi sẽ quay một chút cái cảnh chợ phiên cho tất cả các bạn cùng xem. Đây các bạn, một số hàng hóa ở trong cái chợ phiên này thì tương đối là đa dạng. Đây là những cái mà hoa văn để cho anh em đồng bào người Mông làm vái này. Đấy, những cái tà áo như này đấy. Đây này các bạn này. Nghĩa chỉ sai bạn nha. Chỉ mua à? Còn kia là một cái chú bán đậu rất là... Đấy chú người Hoa chuyên bán đậu ốc, ốc đậu, tạp phớ rất là ngon. Anh em ở Xìn Hồ thì về đây ủng hộ nha. Đây, đây là tất cả những cái mặt hàng ở đây, gồm có những cái cho các bác. Còn trên này là những cái em ơi, là ăn được nào. Vái này. Các bạn này. Còn đây là bà mình đấy các bạn. Đấy. Bà mình. Đây là những cái gian hàng của các bà người dân tộc Dao này các bạn. À mình ở đây nhá. Anh đi loanh quanh chợ tí thôi. Chú ở đây trong hàng nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tham khảo xem một số những cái hình ảnh ở trong cái khu chợ phiên này nhé các bạn. Đây, bán khá là nhiều. À đây là những cây mật gấu này các bạn này. Những cây thuốc này thì tôi đã giới thiệu cho các bạn rồi đấy. Khá là nhiều này. Này học thử luôn nó. Đây các bạn, có cả hà thủ ô này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế này ăn được một ở À, phải đến tận bây giờ thì tôi mới có thời gian ra ngoài để mà chiếu cho các bạn xem đấy. Vì là sáng nay cũng khá là đông khách, cho nên tôi phải ở quán trông hàng cho bà. Đấy, đến tận bây giờ thì tôi mới có thời gian. Bây giờ thì mời các bạn cùng tôi đi nhé. Thấu cà phê một tí. Đấy, đây các bác người Mông mang đồ ra bán này, nhiều chưa? Quả bưởi này với lại cái lá mây nhé các bạn. Cái lá mây này là để cho người dân tộc Dao chúng tôi gói bánh trưng Tết đấy các bạn. Gói bánh trưng Tết với cái lá mây thì tuyệt vời rồi. Với lại cái gia vị của nó thì gồm có thảo quả, các loại thì không phải bàn được các bạn. Tiếp tục nhá, tôi đưa các bạn đi đi một lượt xem khu chợ này gồm có những cái mặt hàng gì các bạn nhá. Đây mấy bác người Dao đây. À, khu chợ này bây giờ thì cũng thưa dần rồi. Về trưa nên là thưa dần rồi. Còn sáng nay thì kín mít, không thể đi được. Đấy. Cá chép rồi các bạn. Đến 10.000 nhé. Đúng rồi, bây giờ mới có thời gian đấy. Đây các bạn. Còn đây là dao mèo các bạn. Dao mèo này thì dao mèo công nghiệp. Dao phát này, cào các loại. Dao chặt thịt, dao lấy củi có hết nha các bạn. Đây này. Dao thái này. À, nhưng mà dao này thì không phải rèn thủ công. Dao thì đẹp lắm. Lợi chưa? À, nói chung là dao ở trong chợ thì không phải là dao thủ công. À, hôm nào tôi sẽ làm một cái clip cho các bạn biết được cái dao thủ công được làm như thế nào nha các bạn. Còn bây giờ thì đưa các bạn đi xem tiếp. Cái khu này là khu giày này. Đấy. Không nắm, chỉ giá đấy em mới bán. Bây giờ cũng thưa dần rồi.
hơn cân. Rồi quả khác có cung rồi. Cái này là làm cái gì đấy chị ơi? À chị à? Xin nhị xin. Bao nhiêu tiền đấy? Alo cổ thanh. À nhân là alo à? Cổ thanh. Nình cổ thanh. Nình cổ. Cô là Plo luôn à? Lên một cái túi đi. Túi bóng ấy. Hả? Plo luôn. À, nên có thách mà. Xin một cái túi bóng mà. Ừ. 20.000 các bạn nhé. Ô, mà mày. Chua chị. Đi chơi ai em? Về chưa? À. Có sang đi mò. À thành. Chua chị. Chua từ đất đi à? Không mất đất này. À. Xin chào. Chưa về à? Có mấy đứa ở Nam Phan à? Nam Quế à? À đội này ngày trước là học lớp 7 đúng không? Vâng. Ôi lớn thế. Chưa. Chưa về à? Chưa, mai bọn em mới về à? Mai về ở. Thế đường xá đi lại có thuận lợi không bây giờ ấy? Vâng. Đi còn xấu hơn, còn đi khó hơn lúc trước. Thế á? Bây giờ học lớp mấy rồi? Bọn em học lớp 10. Lớp 10. Vâng. Nhà thầy ở đâu thầy? Thầy ở trên Tảo Phí đấy. Ừ. Chiều lên thầy chơi. Dạ. Cả bọn lên thầy chơi. Tranh thủ thầy đi quay phim tí. Hôm nay là đi ra bán hàng hộ bà. Cháu ăn gì không? Cá nhé, cá. Đùa này lớn phết nhỉ? Xem nào được mấy năm rồi? 3 năm rồi nhỉ? Ừ.